Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Chúa Giêsu tuyên bố như vậy đó, thưa anh chị em. Các thượng tế và các kỳ mục là những người lãnh đạo dân, những người chỉ đường dẫn lối cho dân. Vậy mà bây giờ Chúa Giêsu lại bảo là những người thu thuế và các cô gái điếm vào nước trời trước các ông. Nghe tức không? Anh chị em đặt mình vào hoàn cảnh đó coi, nghe có tức không? Cho nên chẳng lạ gì là người ta ghét Chúa Giêsu và người ta tìm cách để giết Ngài cho bằng được. Nhưng tôi còn có một e ngại khác nữa, là nếu hiểu không đúng thì e rằng có người sẽ lợi dụng cái lời tuyên bố này của Chúa Giêsu để biện hộ cho lối sống buông thả của mình, hoặc là để mình thoải mái phê phán chửi bới những người lãnh đạo mà mình không ưa. Chúa nói vậy mà thu thế và gái điếm là vào nước trời, cho nên là chơi thoải mái đi, không sao đâu. Chúa nói vậy mà những người thu thuế và gái điếm vào nước trời trước các cha đó. Thành thử ra chúng ta phải đặt cái câu nói này vào đúng bối cảnh của nó, để tìm hiểu xem là Chúa Giêsu muốn dạy mình điều gì. Cái bối cảnh đó là thế này, thưa anh chị em. Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem. Ngài thấy ở đó người ta buôn bán chiên rồi bò rồi chim bồ câu, rồi người ta có những bảng đổi tiền. Thế là Chúa Giêsu lật tung những bảng đổi tiền, rồi Chúa Giêsu lấy roi đuổi mấy con buôn ra khỏi đền thờ, và Chúa nói là đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Mà anh chị em biết là ai quản lý đền thờ? Các thượng tế. Phải có phép của các thượng tế thì mới được làm như vậy chứ, mới được buôn bán, mới được có bảng đổi tiền ở trong khuôn viên đền thánh chứ. Và khi các ông cho phép như vậy thì các ông cũng được huê lợi chứ. Thành thử rằng khi Chúa Giêsu thánh tẩy đền thờ Jerusalem như thế thì họ rất bực tức. Và vì vậy, sau sự kiện đó, họ tới gặp Chúa Giêsu và chất vấn: ông lấy quyền gì mà dám làm như vậy? Chúa Giêsu không trả lời ngay, Ngài nói với họ là tôi sẽ trả lời nếu các ông trả lời cho tôi câu hỏi này. Vậy thì ông Gioan Tẩy Giả, ông đến làm phép rửa đó, thì phép rửa đó từ đâu mà có? Mấy ông bàn tính với nhau rồi mấy ông trả lời: tôi không biết. Lúc đó Chúa Giêsu mới kể cái dụ ngôn mà anh chị em nghe trong bài tin mừng hôm nay, và kết thúc dụ ngôn đó Chúa Giêsu mới tuyên bố những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Thế tôi muốn anh chị em nhớ lại cái bối cảnh của lời tuyên bố này, để từ đó chúng ta mới khám phá ra Chúa nói điều gì. Chúa muốn nói đến những tiêu chuẩn, những chuẩn mực để được vào nước trời. Thứ nhất, hành động quan trọng hơn lời nói. Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu kể về hai người con được cha gọi đi làm vườn nho. Người con thứ nhất, anh ta trả lời không, không đi. Nhưng mà đời sau đó nó hối hận, nó đi làm. Còn người con thứ hai đó thì trả lời sốt sắng lắm: vâng vâng, con đi. Mà sau đó nó đi chơi, không đi làm. Rồi Chúa Giêsu mới đặt cái câu hỏi: vậy thì trong hai người con đó ai là người làm theo ý của cha?
thì đương nhiên là phải trả lời là người con thứ nhất rồi. Và trả lời là người con thứ nhất thì Chúa mới nói những người thu thuế đó, gái điếm đó, họ sống tội lỗi đó, nhưng mà khi họ nghe Thánh Gioan tẩy giả, rao giảng, làm phép rửa sám hối, họ ăn năn trở lại, họ thay đổi đời sống, họ vào nước trời trước các ông. Rồi các ông cũng giống như người con thứ hai, trả lời là đi, nhưng mà thực sự có làm gì đâu, biến nhà Chúa thành hang trộm cướp. Cho nên hành động quan trọng hơn lời nói xuống. Thánh Bernardo nói thế này anh chị em: hỏa ngục đầy những ý tưởng và mong ước tốt lành. Anh chị em sẽ hỏi tôi, bảo trời ơi, tại sao mà ý tưởng rồi mong ước tốt lành mà lại phải vào hỏa ngục? Dạ thưa, là vì nó chỉ là ý tưởng, chỉ là mong ước thôi, mà chưa bao giờ nó biến thành hành động. Chỉ ngồi đó mơ thôi. Cho nên các nhà đạo đức mới cảnh báo chúng ta là đừng thỏa mãn với những ý tưởng thánh thiện mà trong thực tế không có làm gì hết. Hành động quan trọng hơn lời nói. Cái tiêu chuẩn thứ hai: hiện tại quan trọng hơn quá khứ. Anh chị em nghe trong bài đọc thứ nhất này, Chúa nói qua miệng tiên tri Ezekiel: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính mà làm điều bất chính, thì chính vì điều bất chính mà nó phải chết. Ngược lại, khi kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực, thì nó sẽ được sống. Cho nên quá khứ dù có tội lỗi đến đâu đi nữa, nhưng mà hiện tại là đã từ bỏ tội lỗi để sống công chính, rất tốt. Còn cho dù trong quá khứ làm bao nhiêu việc lành thánh đi nữa, nhưng mà trong hiện tại này mình sống ngụp lặn trong tội lỗi, cửa nước trời khép lại. Cho nên hiện tại quan trọng hơn quá khứ. Hai tiêu chuẩn đó dễ nhớ lắm thưa anh chị em: hành động quan trọng hơn lời nói, hiện tại quan trọng hơn quá khứ. Tôi muốn kết thúc suy niệm hôm nay bằng lời của Thánh Augustino. Ngài nói thế này: không có tội nhân nào không có tương lai, và không có thánh nhân nào không có quá khứ. Thánh Augustino nói câu đó không chỉ như là suy tư của một nhà thần học, nhưng còn là trải nghiệm đời sống thực tế của Ngài. Đời sống của Thánh Augustino là đời sống của một người trẻ ham mê danh vọng, ham hố xác thịt, nhưng sau đó trở lại với Chúa làm giám mục, rồi sau này giáo hội phong thánh, một vị thánh có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử hội thánh công giáo chúng ta. Cho nên đúng là không có tội nhân nào mà không có tương lai. Và đồng thời, đứng từ vị trí của một giám mục rồi của một vị thánh nhìn lại quá khứ, Thánh Augustino viết một tác phẩm tựa đề là Confessio, có nghĩa là tự thú. Ngài không ngần ngại kể lại quá khứ tội lỗi của mình. Đúng là không có thánh nhân nào không có quá khứ. Và cái điều quan trọng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở sự hối hận. Hối hận. Biết hối hận có nghĩa là biết nhìn ra sai lầm của mình, rồi quyết tâm nhờ ơn Chúa để mình sửa đổi. Chính cái sự hối hận đó là chìa khóa mở cửa nước trời cho chúng ta. Như Chúa đã nói ở trong sách Khải Huyền: này,
ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng gõ cửa và mở cửa cho ta vào thì ta sẽ vào và dùng bữa với người ấy. Amen.